chào anh chị đã quay trở lại với Vinhome Ocean Park 2. Và anh chị có thể nhìn thấy chúng ta đang chạy trên trục đường san hô 19. Đây là một trong những cái trục đường rất đẹp và hướng ra phía trước đó là khu vực Kinh Đô. Bây giờ đã có các cái tuyến xe buýt chạy miễn phí từ các cái điểm như Royal City, West Point, các điểm khác tại Hà Nội để đưa đón anh chị miễn phí đến với khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 này. Đó, đây là không gian của đại lộ san hô, trục đường 51m lớn nhất của Vinhome Ocean Park 2. Chạy thẳng đường này chúng ta sẽ kết nối sang Vinhome Ocean Park 3. Và bên đấy gọi là trục đường đại lộ 4 mùa. Còn ở đây là chúng ta sẽ là đại lộ san hô, đều rộng 51m. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái sản phẩm tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp, cũng như là những hình ảnh mới nhất về Vinhome Ocean Park 2 để anh chị có thể tham khảo. Ngoài thị trường thứ cấp thì chúng tôi còn cung cấp tới anh chị những thông tin cập nhật mới nhất về quỹ hàng của chủ đầu tư Vinhome. Ra mắt tháng 12 của năm 2023, những sản phẩm, những căn liền kề, những căn biệt thự tại phân khu Sao Biển, tại phân khu Cọ Xanh để anh chị có thể tham khảo để chúng ta đầu tư. Nếu như anh chị đầu tư vào các cái sản phẩm của chủ đầu tư Vinhome thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 30% vốn thôi. Còn lại chúng ta có thể áp dụng cái đòn bẩy kinh tế vay vốn ngân hàng lên đến 70%, hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng. Những chính sách cực kỳ tốt. Còn nếu anh chị mua các cái sản phẩm tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp thì chúng ta sẽ phải nộp đủ số tiền mà chủ nhà, một là chủ đã họ đã thanh toán với chủ đầu tư, hai là họ đã tất toán xong khoản vay, ba thì những khách hàng nào mà họ đang vay thì sẽ phải xử lý tất toán khoản vay vì cũng hết hỗ trợ lãi suất rồi. Đây là phân khu Sao Biển. Sao Biển này thì hiện tại đang mở một số quỹ căn tại đường Sao Biển số 10, Sao Biển số 7. Ví dụ Sao Biển số 7 này thì chúng ta sẽ có cái vị trí của những cái căn liền kề ở đường Sao Biển. Đây là đường Sao Biển 07 anh chị nhé. Sao Biển 07 này thì sẽ có diện tích đất liền kề sẽ khoảng từ 58,5m2. Và giá bán của Sao Biển 07 này thì sẽ dao động từ khoảng 8,6 tỷ cho đến khoảng 9 tỷ một căn liền kề. Đó, điển hình như anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, những căn liền kề của Sao Biển. Ngoài ra thì đường Sao Biển 08 thì chúng ta có cái quỹ căn cũng 58,5m2, giá bán sẽ cao hơn Sao Biển 07. Giá bán ở bên Sao Biển 08 thì sẽ là khoảng 9,1 tỷ. Sao Biển 07 thì sẽ từ 8,6 đến khoảng 9 tỷ, còn Sao Biển 08 là sẽ khoảng 9,1 tỷ. Từ 9 tỷ đến khoảng 9,1 tỷ. Ngoài ra thì chúng ta có những cái căn Sao Biển số 11 ở phố 11 thì sẽ có giá bán dao động từ 9,7 đến khoảng 10,5 tỷ. Những giá bán cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư Vinhome với cái chính sách ưu đãi của họ. Và đây là một số phân khu Sao Biển điển hình để anh chị có thể tham khảo. Chúng ta đang có mặt tại đường Sao Biển. Đây thì là khu vực công viên vườn hoa đây của Sao Biển. Nó, công viên vườn hoa Sao Biển. Ở đây chúng ta có Sao Biển 09 sẽ view ra công viên vườn hoa. Bên kia thì chúng ta có Sao Biển 07 cũng view công viên vườn hoa. Chủ đầu tư Vinhome đang mở bán những cái sản phẩm, những căn liền kề tại đây. Đó, ở đây thì chúng ta có mã căn từ 165 đến khoảng 181, 174 đến 221. 165 thì từ đoạn giữa này. Giá bán trung bình ở đoạn này sẽ là khoảng 8,6 tỷ anh chị nhé, 8,6 đến khoảng 9 tỷ một căn liền kề ở Sao Biển 07. Từ 9 tỷ đến 9 tỷ 1 là sẽ ở phân khu Sao Biển 08. Ở đây thì chúng ta xác định là mua để ở là chính thôi anh chị nhé. Kẹp giữa hai cái công viên của Sao Biển, đi sang phải có công viên, đi sang trái cũng có công viên. Chúng ta sẽ đi thẳng tiến tới phân khu Cọ Xanh. Cọ Xanh cũng là một phân khu mà chủ tư mở bán các cái sản phẩm tháng 12 của 2023 này. Với vị trí cực kỳ đẹp, Cọ Xanh chúng ta có các cái sản phẩm về biệt thự tứ lập, biệt thự song lập.
và những căn góc của đường cỏ xanh. Khu vực chúng ta đang di chuyển đó là trục đường sau biển, và hai bên chính là cái cụm chung cư và công viên trung tâm rộng đến 17,5 hectare, lá phổi xanh của Vinhome Ocean Park 2, cụm công viên trung tâm Empire Park. Và đi thẳng này thì chúng ta sẽ xuống đến đường cỏ xanh số 06 của phân khu cỏ xanh. Cỏ xanh 06 có gì đặc biệt? Cỏ xanh 06 là một trong những cái trục đường như anh chị nhìn thấy trên màn hình, sở hữu mặt đường là 10m, mỗi bên vỉa hè 5m. Và đây là đường 20m kết nối như chúng ta vừa đi từ phân khu sau biển, kết nối từ Vincom xuống sau biển rồi đến với cỏ xanh này. Và ở đây thì chủ tư mở bán những cái sản phẩm biệt thự song lập và biệt thự. Ở đây thì chúng ta sẽ có các cái căn biệt thự cọ xanh song lập. Cọ xanh này sẽ là cọ xanh 08. Còn cọ xanh 06 thì chúng ta sẽ ở phía bên này. Đây là đường cọ xanh mười sáu, mười lăm. Những cái sản phẩm ở khu vực đường cọ xanh này thì hiện tại anh chị có thể nhìn thấy người dân họ đang về ở rất là đông, để tôi đi để anh chị có thể tham khảo một số tuyến phố. Đây chúng ta đến cọ xanh 06 rồi. Cọ xanh 06 này thì có các cái căn biệt thự song lập số lượng hữu hạn thôi. Giá bán từ 29,1 tỷ đồng cho một căn view công viên vườn hoa. Đây là công viên ở phân khu cỏ xanh. Với những căn biệt thự tại phân khu cỏ xanh thì giá bán sẽ dao động, nó nhiều mức giá khác nhau, nhưng mà view công viên vườn hoa thì sẽ khoảng 29,1 tỷ đồng. Cọ xanh đường số 6. Đường số 6 tại sao lại có giá cao như vậy? Vì đường nó là đường to và mặt sau sẽ là view công viên vườn hoa. Còn các cái vị trí như cọ xanh đường 03 hay là đường 02 thì sẽ giá bán sẽ là, những căn góc thì sẽ là khoảng 18 tỷ. Đây chúng ta đã đến với cọ xanh đường số 06 rồi. Với các biệt thự song lập diện tích đất khoảng 161m², mặt đường 20m. Đây, mặt đường rất rộng. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ lên Vincom, qua sau biển lên Vincom. Ở đây thì có số lượng hữu hạn thôi. Và anh chị nào đã xem một clip review chi tiết của tôi về các cái sản phẩm tại đường cọ xanh số 06 này thì anh chị cũng biết rồi. Diện tích đất khoảng 161m², mặt tiền 9m. Còn các cái sản phẩm khác tại phân khu cọ xanh với tứ lập thì chúng ta sẽ có giá bán khoảng 15,2 tỷ cho đến khoảng 17,4 tỷ. Đấy là các sản phẩm tứ lập. Chúng ta đi một vòng để xem cọ xanh tại sao nhiều người ở đến vậy. Đây, rất nhiều nhà thi công. Mình đi mình cũng bất ngờ vì phân khu cọ xanh là trong cái tháng này lại nhiều chủ nhà họ thi công đến vậy. Cái mặt đường biển xanh như anh chị nhìn thấy ở trên màn hình thì chủ tư cũng ra hàng một số sản phẩm. Chúng ta đi cọ xanh đường số 09 xem nào. Nhiều thi công quá nên xe xiếc là gần như mình không đi được. Đây, đường cọ xanh 09 anh chị nhìn thấy hai bên quay lưới để thi công rất đông. Và
Cọ Xanh 09 thì trong cái bảng hàng tháng 12 này không có sản phẩm nào mở bán mới từ chủ đầu tư cả. Lý do là gì như anh chị cũng nhìn thấy rồi, họ mua họ về, họ đang xây, họ hoàn thiện, họ ở hết rồi. Và thị trường chuyển nhượng thứ cấp hay chị thị trường bán mới của chủ đầu tư Vinhome nó đều có những cái ưu điểm khác nhau. Với thị trường chuyển nhượng, chúng ta có một cái giá bán tốt hơn một chút, nhưng mà anh chị sẽ thanh toán luôn 100% tiền của sản phẩm. Còn nếu mà với hàng ký mới từ chủ đầu tư, anh chị chỉ cần bỏ ra 30% là chúng ta đã có thể sở hữu một sản phẩm tại phân khu Cọ Xanh nói riêng, cũng như là các cái sản phẩm khác mà chủ đầu tư đang mở bán trong giỏ hàng. Tình hình cập nhật tới anh chị là rất nhiều chủ nhà hoàn thiện trong cái tháng, những cái tháng cuối năm này rồi. Hoàn thiện chắc là cuối năm nhận nhà mới, hoặc là đầu năm sau sẽ là nhận nhà mới thôi. Đây là một số căn mẫu mà chủ đầu tư họ đề co, căn góc rất đẹp. Đang thi công một loạt. Xanh số 17. Và anh chị nào quan tâm để anh chị có thể đầu tư tại thị trường Vinhome Ocean Park 2, hoặc là anh chị nào mua nhà để ở, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Rất hân hạnh để được phục vụ, để hỗ trợ anh chị tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình, cũng như là tìm được một sản phẩm để anh chị có thể đầu tư tích sản, đầu tư sinh lời trong tương lai gần. Và đây là những cái thông tin mới nhất về Vinhome Ocean Park 2. Ngoài ra thì cập nhật tới anh chị một số sản phẩm tại trục đường Biển Xanh để anh chị tham khảo đầu tư. Trục đường Biển Xanh chính là trục đường những cái căn shop house sở hữu hai mặt tiền và nằm đối diện với cụm trung tâm Empire Park 17,5 hectare lá phổi xanh của Vinhome Ocean Park 2. Với quỹ hàng mà chủ đầu tư mở bán từ Biển Xanh số 36 đến Biển Xanh 50 và Biển Xanh số 122 đến Biển Xanh 140. Những căn shop house sở hữu diện tích đất là khoảng 120 m2 đất 6 x 12. Đây là khu vực Biển Xanh anh chị có thể nhìn thấy. Đó, những căn shop house như vậy, đây là mặt tiền sau. Mặt tiền sau thì sẽ tiếp giáp với những cái phân khu dân cư hiện hữu. Còn mặt tiền trước thì sẽ là tiếp giáp với đường Biển Xanh rộng 35m, cũng như là đối diện cụm chung cư trung tâm. Đây chúng ta sẽ chạy ra. Ở đây thì đã có nhiều cửa hàng tạp hóa của nhiều chủ sở hữu, họ về họ ở, họ kinh doanh rồi. Bây giờ chúng ta đầu tư là gần như là chúng ta đang sở hữu những cái sản phẩm cuối cùng rồi. Đây là cái mặt tiền trước của những căn nhà đường Biển Xanh. Đó, đây là mặt tiền trước anh chị ạ. Mặt tiền trước này thì chúng ta sẽ thấy là vỉa hè rất rộng, đường thì rộng rồi, đường Biển Xanh rộng 35m, một trong những cái trục đường chính của Vinhome Ocean Park 2 bên cạnh đại lộ San Hô cũng như là đường Kinh Đô, thì đường Biển Xanh là một trong những cái trục đường chính. Cái nối thẳng này thì chúng ta sẽ đến khu đảo Dừa, khu đóng kín, cũng như là đường Đại Dương và đại lộ San Hô. Đây đối diện là ngay bên Biển Xanh sẽ là cụm chung cư trung tâm. Nên tại sao cái đường Biển Xanh, những căn shop house ở đây lại được các chủ sở hữu, các nhà đầu tư người ta ngóng chờ, là lý do là như vậy. Và giá bán của shop house mặt đường Biển Xanh khoảng diện tích đất 120m2 6 x 20 sẽ có giá bán từ 25 tỷ đồng, khoảng 25 tỷ đồng để cho anh chị đầu tư. Đó, chính sách giá bán cực kỳ tốt. Với vị trí như vậy thì chắc chắn là sau này tăng giá, cái việc X2 là bình thường. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về Vinhome Ocean Park, và hẹn gặp lại anh chị tại dự án.
Cũng như là chị nào quan tâm tìm hiểu các sản phẩm đầu tư tại đây thì chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình hoặc inbox qua Zalo, Viber hỗ trợ anh chị kinh doanh các cái thông tin cập nhật về dự án cũng như là quỹ hàng chuyển nhượng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của anh chị 24/7. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về Vinhome Ocean Park tiến độ mới nhất tháng 12 của năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Gì nhỉ? Có gì nhỉ?
Anh đã cố quên. Chào mọi người, tôi đang có mặt tại cầu Đông Tây. Anh chị biết rồi, trong rất nhiều clip của tôi thì anh chị cũng biết công trình này rồi. Công trình này cũng đã rất nổi tiếng trên trang mạng xã hội rồi, cũng như là cũng có một số sự kiện chủ đầu tư đã tổ chức tại khu vực này. Và đây là cây cầu Đông Tây, cây cầu bắc ngang qua vành đai 3.5 với chiều dài hơn 100m. Tôi chia sẻ lại để anh chị nào chưa biết, chúng ta có thể đến để check in cũng như là trải nghiệm nhìn ngắm công trình này. Và cái đường mà tôi đang đi đây đó là một nửa của đường vành đai 3.5. Một nửa bên kia thì đang mở cho xe lưu thông, một nửa bên này đang đóng để bảo dưỡng. Vành đai 3.5 này thì kết nối từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra đến đường 5A cũ. Bên này anh chị có thể nhìn thấy những căn shop house Venice. Cuối tháng 12 này sẽ bắt đầu khai trương. Từ 21 tháng 12 là bắt đầu khai trương rồi. Đây là không gian của cầu Đông Tây